thực hiện đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Thời gian qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh Đồng Nai luôn hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Là một trong những địa phương có tỷ lệ người theo đạo Công giáo đông nhất ở thành phố Biên Hòa với hơn 97%, thời gian qua, đồng bào Công giáo phường Hố Nai đã tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào hoạt động như camera an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện chỉnh trang đường phố khu dân cư, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Kết quả cuối năm 2023, phường Hố Nai có 13 trên 13 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, trong đó có 10 trên 13 khu phố đạt từ 10 năm trở lên. Tích cực tham gia một số những cái lĩnh vực mà khu phố cũng như là ủy ban đang kêu gọi, nuôi dạy con ngoan, hướng dẫn cho con cái, cũng như bản thân tôi tham gia tốt về vấn đề an toàn giao thông, cũng như là liên đới, quan tâm rồi giúp đỡ hàng xóm, cùng nhau phát triển để tiến tới một khu phố văn hóa ngày càng tốt đẹp hơn. Đã được các cái vị chức sắc tôn giáo quan tâm, đồng hành với chính quyền địa phương, chăm lo cho các đối tượng hộ gia đình khó khăn, vận động các gia đình chấp hành việc vệ sinh tại nơi sinh sống, nơi công cộng, nhắc nhở con em mình chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật. Từ đó, người dân xây dựng cái môi trường sống của mình trong sạch hơn và đáng sống hơn. Thành phố Biên Hòa có khoảng 300.000 giáo dân tập trung nhiều ở các phường như Hố Nai, Tân Hòa, Tân Biên, Tân Mai, sinh hoạt tại 106 giáo xứ, cộng đoàn dòng tu. Đồng bào Công giáo thành phố đã cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện các công trình dân sinh và công tác bác ái xã hội như tặng quà, xây nhà tình thương, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo, người khó khăn với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện để cho các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là con Công giáo thì có được một mùa Noel thật là ấm áp. Cụ thể là hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo về cái phòng cháy chữa cháy, rồi đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì đặc biệt liên quan vấn đề trang trí để làm sao đảm bảo cho cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Có thể thấy kết quả của phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo với những việc làm cụ thể của đồng bào Công giáo là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các chức sắc chức việc và bà con giáo dân ở các địa phương.